Hàng về, hàng về. Hồi hộp nhất là lúc khui hàng. Đặt hai khúc củi mà chuyển từ Bến Tre chuyển ra. Tết mà thiếu củi, có hai khúc này là mọi người mang nấu bánh chưng đấy. Nhìn khúc củi này giống ngày xưa mình tập thể dục thế nhỉ? Giơ tay cao như kiểu đang vươn vai. Sau hơn 3 tháng trồng ngoài vườn, cành dưới thì đủ to để vào dây rồi, cành ở trên thì hơi bé một xíu. Bé Linh Sam này thì có dáng của một dancer, dáng mượt như này thì mình sẽ làm tay cành nó điệu một tí. Nani? Tay một cái cút cành nó ngang rồi, mình sẽ cho nó rơi xuống như này thì điệu chảy nước luôn. Cạp phần thân thừa đi, cạp xong thì lấy con dao gọt lại cho nó nhẵn. Cành này cũng bé nên là mình dùng dây 2 ly là ok rồi. Cành này thì phải 3 tuần nữa mới uốn được, nhưng mà tiện làm video thì mình uốn luôn. Chủ yếu là nuôi cành bên dưới, còn cành bên trên nuôi sau cũng được. Uốn luôn như này thì các bạn mới dễ hình dung ý tưởng của mình. Bé Linh Sam này thì thân và cành rất là đẹp, nên tay cành chỉ cần uốn chuẩn chuẩn một tí thì rất là ok. Các bạn có thấy mình trồng mát tay không? Mới trồng cái mà đã ra hoa luôn này. Hoa Linh Sam màu tím, màu của thủy chung, nắn thêm cái ngọn là ok rồi. Nuôi thả cho tay cành nó to rồi phân nhánh là đẹp. Và đây là em Linh sau khi đi spa lần đầu. Bác à, cháu rất thích con gái qua bác. Từ lúc cháu gác tên đường, cháu đã nghĩ tên cành lên xã. Đi qua cháu là cháu tên tư, chứ không phải làm ý cháu hư. Nếu như bác thấy phù hợp thì chúng mình sẽ là một đôi. À nhầm, ý cháu là con qua bác, cùng với cháu sẽ thành một đôi. Nhà bác có hai quả đồi, cháu thích quả nào thì bác cho. Ruộng nương làm chỉ đủ căn, tình của bác thì không hề có. Nếu như thích con của bác thì hôm nay bác sẽ cả cho. Nhưng mà bác có một điều kiện,